rung lắc, bập bênh, nhiều vết thủng. Trải qua 120 năm, giờ đây cầu Long Biên lại được nhìn nhận như một chiếc áo vá cũ kỹ và xuống cấp. Đặc biệt trong tháng 5 vừa qua đã xảy ra hai vụ sập tấm đan trên lối đi dành cho người đi bộ và mặt đường bộ dành cho xe máy, xe thô sơ lưu thông, đe dọa về an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm người đi bộ và xe ô tô cả ngày và cấm xe máy thô, xe đạp thô lưu thông qua cầu từ 5 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã cắm biển cảnh báo cầu yếu để người dân hạn chế đi lại, tránh gây ùn tắc trên cầu. Theo ghi nhận của phóng viên báo giao thông, các biển báo được cơ quan chức năng cắm cảnh báo đều phát huy tác dụng. Thế nhưng, biển báo cấm người đi bộ có vẻ như bị lu mờ, không ai để ý tới. Và mỗi chiều nhiều người vẫn vô tư đi bộ, hóng gió, tập thể dục trên cầu. Không chỉ vậy, nhiều xe máy còn leo lên lối bộ hành được làm từ tấm đan bê tông lưới để xuống dưới bãi giữa sông Hồng, gây áp lực không nhỏ cho các tấm đan mặc dù đã có biển cảnh báo và thanh chắn ở lối đường bộ hành. Tôi không thấy cái biển báo cấm người đi bộ. Bây giờ lên đến đây thì mới nhìn thấy có biển là cấm xe máy đi lên đường bộ hành. Mà đây là đường bộ hành thì có nghĩa là đường đi bộ đúng không? Từ trước thì các bác toàn đi đây, buổi chiều nào chả đi ở đây. Bây giờ nghỉ rồi thì chiều nào cũng tăng cường sức khỏe, hoàn toàn phải đi ở trên này, nó yên tĩnh thoải mái. Nên là đường nào người đi xe máy thì đi bằng xe máy, mà tàu hỏa đi tàu hỏa, mà người dân đi trên lan can thì rất bình thường, chả có cái gì cả. À, mình thì với lại bà xã thì đi thường xuyên nếu có điều kiện. Vậy thì chú có biết là cầu này đã được lực lượng cơ quan chức năng cảnh báo và đã gắn cái biển báo cấm người đi bộ trên cầu không ạ? Không, mình chưa nhìn thấy cấm người đi bộ trên cầu, nhưng mà mình nghĩ là cấm người đi bộ trên cầu thì không hợp lý, bởi vì đây là di tích lịch sử thì phải là cho người tham quan. Thì cấm ở trên này gì? Vâng, cấm đi bộ trên cầu này luôn. Thế mình không biết, cái đó mình không nhìn thấy. Thế để mình kiểm tra lại. Việc người dân đi bộ trên các tấm đan bê tông lưới mỏng tiềm ẩn rủi ro tai nạn lớn. Đáng chú ý, nhiều vị trí tấm đan đã bị vỡ, trơ lõi sắt nên không chịu được tải trọng lớn khi có nhiều người đi lên cùng một lúc. Hầu hết người dân đều chỉ biết cầu Long Biên cấm xe ô tô và hạn chế xe máy thồ, xe đạp thồ, chứ không hề để ý và không biết có biển báo cấm người đi bộ trên cầu Long Biên. Việc cấm người đi bộ lên cầu được đơn vị duy tu cầu lý giải do các tấm đan ở phần đường dành cho người đi bộ giờ đã bị xuống cấp, nếu tụ tập đông người chụp ảnh, đua nghịch có thể xảy ra sự cố. Cầu Long Biên hiện hữu luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hà Nội trong mọi thời kỳ và giai đoạn. Hiện nay mặc dù cầu đã quá tải, xuống cấp nhưng vẫn phục vụ giao thông qua lại cho người dân vùng lõi hai bên cầu như khu vực quận Hoàn Kiếm, khu vực Ái Mộ quận Long Biên, giảm tải rất nhiều cho cầu Trương Dương.